các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Các bạn thân mến, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lịch sử lớp 12 nhé. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiếp thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm, giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1985. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng họp từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1982, khẳng định tiếp tục đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước do đại hội thứ tư đề ra với một số điểm điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa. Đại hội thứ 5 cũng đã xác định thời kỳ quá độ nên chủ nghĩa xã hội ở nước ta cũng đã trải qua nhiều chặng đường, bao gồm chặng đường đầu tiên và những chặng đường tiếp theo. Đại hội còn quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch nhà nước 5 năm từ năm 1981 đến năm 1985. Trong 5 năm này thì nhà nước cũng đã sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế quốc dân nhằm cơ bản ổn định tình hình kinh tế xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu của đời sống nhân dân, giảm nhẹ những mất cân đối nghiêm trọng về của nền kinh tế. Sau 5 năm thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, nước ta cũng có những bước chuyển biến và tiến bộ đáng kể. Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp cũng đã chặn được đà giảm sút của 5 năm trước, đó là năm 1976 đến 1980, và có bước phát triển sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm là 4,9% so với 1,9% của những năm 1976-1980. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn lên 17 triệu tấn. Sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm là 9,5% so với 0,6% của những năm 1976-1980. Thu nhập quốc dân cũng tăng bình quân hàng năm là 6,4% so với 0,4% trong 5 năm trước. Về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ được hoàn thành. Dầu mỏ cũng bắt đầu được khai thác, công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động. Các hoạt động khoa học kỹ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Tuy nhiên thì những khó khăn yếu kém của 5 năm trước vẫn chưa được khắc phục, thậm chí còn có phần bị trầm trọng hơn. Mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế xã hội vẫn chưa được thực hiện. Những khó khăn yếu kém của chúng ta trong bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo và quản lý chậm được khắc phục. Bài học của mình hôm nay sẽ dừng lại ở đây nhé. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở phía dưới để theo dõi những bài học tiếp theo của mình nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.